dù là nhiều lúc sóng gió hay khi thất vọng, niềm tin luôn vững trong tim rồi ta sẽ vượt qua. Xin tình yêu Thiên Chúa ở cùng với chúng con hôm nay và mãi mãi. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu âu lo ta vẫn mãi tin chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Tạ ơn Chúa đã chúc phúc mối tình ta suốt quãng đường dài. Đôi lần hờn dỗi vu vơ cũng chỉ là thứ thanh. Nguyện xin Chúa mãi thương yêu hai ta đến cùng. Lời ca kết ước vang lên giữa muôn người mọi nơi. Em hãy nên chiếc nhẫn làm bằng chứng tin yêu trong ân huệ Ngài ban. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu âu lo ta vẫn mãi tin chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu lo ta vẫn mãi tin chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Giuse Nguyễn Văn Tuấn và chị Maria Lại Thị Duyên trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha. Xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Cho người Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu khẩn và đoái thương bảo trợ những định chế Chúa đã thiết lập, hầu lưu truyền nòi giống nhân loại, để sự gì được Chúa kết hợp cũng được Chúa trợ giúp cho bền vững. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa đã lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là như thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mơ ập xuống trên mọi con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút
từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút ra từ đàn ông. Bởi thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Đó là lời Chúa. Chính trực bền tâm dõi bước, nhiều công sức này người được hướng thanh nhàn, ngàn muôn phúc lộc hạnh phúc dâng tràn. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con. Chín thơm ngọt trổ nhiều trái tươi, là hiền thế dịu dàng ở trong gia thất. Cành ô liu đâm nhiều chồi búp non đẹp, là con cái bàn đầm ấm sum vầy. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con, hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Ngàn ân phúc xuống cho người sợ Chúa luôn, từ Si-on Chúa thương tình luôn chúc phúc. Này gia liêm huy hoàng chủ phú hưng thịnh, hồng ân ngút ngàn của Chúa ban tặng. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con, hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Bạn sẽ thấy châu còn đầy đàn xung quanh, lòng hân hoan gia đình thật bao êm ấm. Nguyện xin Chúa ban ơn lành xuống xứ đây, bình an Chúa trời trùm kín sân Ngài. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: Thưa anh em, bổn phận của chúng ta không phải là chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác vì lợi ích của họ và để xây dựng. Thật vậy, Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Vậy anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm an ủi và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, khi nói đến hôn nhân là chúng ta nói đến sự ràng buộc. Ràng buộc giữa hai người nam nữ với nhau để nên một xương một thịt. Ràng buộc để làm nên một gia đình. Nó không chỉ là sự ràng buộc mà thôi, mà hôn nhân còn đòi hỏi trách nhiệm ở nơi người vợ và người chồng. Bước vào một cuộc hôn nhân là mang lấy một trách nhiệm. Như người xưa có câu: Gái lấy chồng như đeo gông vào cổ, trai lấy vợ như mang nợ vào thân. Trách nhiệm nó là cái chỗ đấy. Trước khi mà người ta đến với nhau làm thành vợ thành chồng thì ngủ lúc nào cũng được, dậy lúc nào cũng được, đi đâu, làm gì, với ai, không thành vấn đề. Thế nhưng mà khi trở thành vợ thành chồng với nhau rồi thì nó không phải như vậy. Bởi vì người ta không chỉ sống một mình mà sống cùng, sống với, sống vì và sống cho. Sống cùng với người khác thì không thể nào muốn là sống thế nào thì sống. Sống với, sống vì, là nói đến cái từ vì thì phải nghĩ đến người bên cạnh, và còn sống cho nữa. Thế cho nên hôn nhân nó mang một cái trách nhiệm rất là lớn. Trách nhiệm của người chồng,
Nhưng người Việt Nam của chúng ta vẫn thường nói với nhau, đàn ông xây nhà, người chồng phải lo lắng cho gia đình, phải là một cái chỗ dựa cho gia đình, phải là một vòng tay lớn để nơi đó người vợ và con cái tìm thấy sự bao bọc, chở che. Và còn nhiều yếu tố khác. Cũng như vậy, người vợ đóng vai trò là cái mái, là cái tường, để làm cho cái nhà đó thành cái tổ ấm. Trách nhiệm của vợ, trách nhiệm của chồng, rồi trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Đây là một điều rất quan trọng. Chút nữa đây, chúng ta sẽ nghe tôi hỏi anh Tuấn với chị Duyên. Anh chị có sẵn sàng đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Họ trả lời rất là rõ, thưa có. Đón nhận con cái Chúa sẽ ban, giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh. Cái này giáo hội nói rằng sinh và dưỡng. Sinh con ra rồi phải có trách nhiệm giáo dục nó, giáo dục nó về đời sống nhân bản, để nó biết hỏi, biết chào, biết thưa, biết gửi, biết kính trọng người trên. Cái này gọi là đời sống nhân bản. Rồi giáo dục trong đời sống đức tin. Đây là điều quan trọng lắm mà ngày hôm nay có nhiều cặp vợ chồng trẻ quên mất điều này. Vừa rồi chúng tôi có họp các anh chị em huynh dự trưởng, thì một trong những cái vấn đề được đưa ra đó là trẻ con ngày hôm nay không có thuộc kinh, không có thuộc kinh, ngay cả những kinh rất đơn giản thôi, tin cậy kính mến, kinh mười điều răn, kinh tin kính, nó cũng không thuộc. Thậm chí có những đứa sau khi xưng tội lần đầu chỉ một thời gian ngắn quên bẵng luôn. Cái vấn đề ở đây đó là cha mẹ thiếu trách nhiệm, thiếu trách nhiệm trong việc gìn giữ và hun đúc đời sống đức tin cho con cái. Thuộc kinh không phải chỉ là việc học thuộc lòng rồi trả bài. Kinh nghiệm của chúng ta cho thấy rằng nhiều khi mình không chủ động để thuộc đâu. Đấy, nhưng mà bởi vì mình đọc đi đọc lại nhiều, tự nhiên nó thuộc thôi. Trách nhiệm giáo dục đời sống đức tin không phải trong một giai đoạn khi mà con xưng tội lần đầu, hay là khi thêm sức, hoặc là lấy vợ lấy chồng. Nó chỉ là việc ôn lại kiến thức thôi. Thế còn việc thực hành ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác mới là điều ghi thành dấu ấn. Đây là một trách nhiệm rất lớn. Rồi trách nhiệm với gia đình hai bên. Khi mà chưa lấy vợ lấy chồng thì chỉ có một bố một mẹ thôi. Đấy, nhưng mà khi lấy vợ lấy chồng rồi thì không chỉ có một bố mà có hai bố, có hai mẹ, có hai gia đình và có nhiều người trong mối liên hệ họ hàng. Phải có trách nhiệm chứ. Chứ đâu phải cái chuyện mình muốn thế nào thì muốn, bên nhà tôi lo, bên nhà cô lo, không có cái chuyện như vậy. Trách nhiệm, trách nhiệm với giáo hội. Tại sao lại nói là trách nhiệm với giáo hội? Thưa là bởi vì gia đình là giáo hội thu nhỏ. Là giáo hội thu nhỏ, tức là khi nhìn vào một gia đình thì người ta sẽ thấy rằng ở nơi đây giáo hội sẽ được gìn giữ và lớn lên như thế nào. Trách nhiệm với xã hội. Chúng ta thường hay nghe nói gia đình là tế bào của xã hội. Một gia đình tốt, nhiều gia đình tốt sẽ làm cho xã hội được trở nên tốt, và ngược lại. Rồi trách nhiệm với Chúa. Chúng ta bảo tại sao tôi phải có trách nhiệm với Chúa?
Trong niềm tin của chúng ta, chúng ta xác tín rằng việc người nam, người nữ đến với nhau nó không chỉ đơn giản là một cái thích nào đó, hay nói theo kiểu của nhiều bạn trẻ, nó đến từ một tiếng sét. Trong niềm tin của chúng ta thì chính Thiên Chúa đưa người nam và người nữ đến với nhau để họ làm thành một gia đình, để họ xây dựng một cộng đoàn. Và như chúng ta nghe đọc trong bài sách thánh thứ nhất, thì để họ trở nên một xương một thịt. Cái nguồn gốc sâu xa của bí tích hôn phối, nó là chính Thiên Chúa. Và tình yêu mà người nam người nữ dành cho nhau, nó đến từ nơi Chúa. Và hôm nay trong nhà thờ này, trước bàn thờ Chúa, anh Tuấn với chị Duyên sẽ thề hứa với nhau nhân danh Chúa. Thề nhân danh Chúa cơ mà, đâu phải chuyện chơi đâu. Hứa nhân danh Chúa. Và vì thế mà họ phải có trách nhiệm với chính Chúa, là Đấng đã đưa họ đến với nhau, đã gắn kết họ trở thành một xương một thịt, đã chúc phúc cho họ. Nên trách nhiệm lớn lắm. Hôm nay khi mà chúng ta cử hành bí tích hôn phối cùng với anh Tuấn và chị Duyên, chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho họ và xin Chúa ban ơn cho họ để họ chu toàn cái trách nhiệm như tôi vừa mới liệt kê ở một số điểm. Đương nhiên còn nhiều vấn đề khác nữa. Việc mà chúng ta nâng đỡ, giúp sức là một điều rất cần thiết. Nhưng ngần ấy thì chưa đủ. Ngay cả cái sự nỗ lực của họ không thôi cũng chưa đủ. Chúng ta cần đến ơn của Chúa. Với những người tin Chúa thì cần đến ơn của Chúa. Bởi vì nếu như không có ơn của Chúa thì mọi cố gắng của chúng ta sẽ không đạt được như điều chúng ta mong muốn. Cần đến ơn của Chúa. Và để có được ơn của Chúa thì rõ ràng cái mối liên hệ với Chúa trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống thờ phượng là một điều rất cần thiết. Ông Thánh Phaolô trong bài thư gửi tín hữu Roma, ở bài đọc thứ hai mà chúng ta nghe trong phần phụng vụ lời Chúa hôm nay, Thánh Phaolô bảo rằng mỗi người đừng tìm để phục vụ cho lợi ích của mình, nhưng hãy hướng đến lợi ích và làm hài lòng người khác. Đây là Ngài khuyên một cách chung cho tín hữu ở Roma và cho các Kitô hữu trong giáo hội. Khi mà chúng ta đặt cái lời khuyên này ở trong cái phạm vi của gia đình thì nó lại càng rất là đúng đắn. Nếu như mỗi người chồng mà đều hướng đến niềm vui, bình an và cái mong muốn của vợ mình, gia đình sẽ luôn có niềm vui. Cũng như vậy, mỗi người vợ luôn hướng đến chồng của mình để mang lại niềm vui, mang lại bình an, mang lại những cái mong muốn, những nhu cầu, thì đó là niềm vui và bình an. Lời Chúa đấy. Và khi mà mình thực hành lời Chúa thì Chúa sẽ luôn hiện diện để chúc phúc và nâng đỡ. Và nơi bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu bảo rằng những người khôn thì xây nhà mình trên nền đá. Nền đá ở đây là cái gì? Thưa, là lời Chúa và việc thực hành lời Chúa. Mỗi người chúng ta đều muốn mình là những người khôn. Mỗi người chúng ta đều muốn xây dựng gia đình mà Chúa ban tặng. Và muốn cái gia đình ấy trở thành tổ ấm, trở thành cái nơi mà mang lại niềm vui và hạnh phúc, cũng như là tương lai của mình. Đó là một chọn lựa đầy khôn ngoan. Nhưng như Chúa Giêsu nói, khôn thì phải xây nhà trên đá. Mà nền đá ở đây là ai? Thưa, là chính Chúa. Ở cái đoạn cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu bảo rằng chỉ những ai lắng nghe
và đem ra thực hành thì đó mới gọi là người khôn. Chúa luôn hướng dẫn chúng ta một cách rất là chi tiết, rất là cụ thể và ở trong mọi tình huống. Vấn đề là chúng ta có để cho Chúa nói và chúng ta có nghe hay không? Và chúng ta có mang những điều mình nghe thấy vào cuộc sống của chúng ta. Trách nhiệm thì nó luôn gắn với những cái gì đó mà mình cảm thấy như là nặng nề. Thế nhưng khi mà chúng ta có ơn Chúa và có tình yêu đủ lớn thì trách nhiệm đó nó lại trở nên một cái duyên cớ để cho chúng ta tăng trưởng trong đời sống nhân bản, trong mối liên hệ xã hội và đặc biệt trong đời sống đức tin. Xin Chúa chúc lành cho anh Tuấn và chị Duyên trong ngày họ quyết định trở nên vợ chồng với nhau, trong ngày họ quyết định sống với, sống vì và sống cho người khác, trong ngày họ quyết định gánh lấy trách nhiệm là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, trong ngày họ cố gắng để thực hiện những gì mà họ sẽ thề hứa với nhau nhân danh Chúa trong chính ngôi nhà thờ này. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các gia đình trong các giáo xứ của chúng ta, để mỗi người vợ và người chồng luôn là những người có trách nhiệm. Có trách nhiệm với mình, có trách nhiệm với người bạn đời, có trách nhiệm với con cái, có trách nhiệm với Thiên Chúa, với giáo hội, với xã hội và với mọi người. Để nhờ cái việc thực thi trách nhiệm ấy thì xã hội chúng ta đang sống mỗi ngày sẽ trở nên tốt đẹp hơn, và giáo hội của Chúa sẽ trở nên sinh động và là cái nơi rao giảng tin mừng một cách hữu hiệu hơn. Tại đây chúng ta cùng chứng kiến việc anh Tuấn và chị Duyên nói lên cái lời thề hứa và những trách nhiệm mà họ sẽ phải thực hiện với nhau trong cuộc đời hôn nhân của họ. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích rửa tội mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Nguyễn Văn Tuấn và chị Maria Lại Thị Duyên, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa cha con không. Thưa cha con không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Giuse Nguyễn Văn Tuấn nhận em Maria Lại Thị Duyên làm vợ và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, và yêu thương tôn trọng mọi việc suốt đời anh. Em Maria Lại Thị Duyên nhận anh Giuse Nguyễn Văn Tuấn làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp
loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Lại Thị Duyên hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh Linh Cha và con và Thánh Thần. Anh Giuse Nguyễn Văn Tuấn, xin anh ghi nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trước khi nghi thức thì Cha có bảo các bạn nhìn vào mắt nhau mà nói cơ mà. Toàn nhìn vào giúp lễ của Cha mà nói thôi. Có run không? Cũng run dạ. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa mới nghe anh Tuấn với chị Duyên nói rất là rõ ràng, nói qua loa nhưng mà nói rất là rõ. Đó là nhận lấy cái trách nhiệm như tôi chia sẻ trong bài giảng. Trách nhiệm làm vợ, làm chồng, yêu thương, tôn trọng và chung thủy. Trách nhiệm đón nhận con cái, giáo dục con cái như Chúa muốn. Và như vậy, với sự tự do của họ, thì bí tích hôn nhân mà họ cử hành hôm nay thành sự là người tư cách, với tư cách là người đại diện của giáo hội, tôi xin tuyên bố kể từ giờ phút này, anh Giuse Tuấn và chị Maria Duyên chính thức trở thành vợ chồng của nhau trước mặt Chúa. Sau xíu của chúng ta có thêm một gia đình mới nữa, chúng ta cùng chúc mừng cho họ bằng một tràng pháo tay. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của các anh chị em chúng ta đây là anh Giuse Nguyễn Văn Tuấn và chị Maria Lại Thị Duyên. Chúng ta ký thác anh chị em này cho Chúa. Vì hội thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để hội thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin nghe tiếng con kêu cầu. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công của chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng, bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới, và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi đường từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại. Cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Nguyễn Văn Tuấn và chị Maria Lại Thị Duyên mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời
cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam quyền rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chứa cám dỗ, anh chị em thân mến, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã kết hợp với nhau làm thành cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Maria Lại Thị Duyên được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Thánh Kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt. Và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Xin cho việc hòa mình vào máu thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con sắp đến nhận đem lại cho chúng con sự sống. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin mình vào máu Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh thiện, theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà anh chị. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Thank you.
biết bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời. Lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hay khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời. Lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chở che đời con.